Dạ, thưa cô chú thân mến, đây là mặt sông, vừa là sông cũng là vừa là biển. Đây là cái gốc của mũi kim cương tại khu đô thị biển An Viên, bờ biển của mình đây và bờ sông đây. Đây là giữa nước chạn hai, vừa là biển vừa là sông luôn của phường Vĩnh Trường. Thì đây là khu đô thị biển An Viên. Thì hôm nay Hùng có cái lô đất là 580 mét vuông, khoảng khoảng đó. Đó, 580 mét vuông. Thì lô này là một cái lô hai mặt tiền, hai lô ghép lại. Đó, thì sẽ ghép cái lô này từ bên này nè. Đó, lô này có cái căn nhà này luôn. Đó, căn nhà này, từ cái lô gốc này. Đó. Đứng đây là mình thấy cái căn nhà này. Đó, mặt tiền của nó chắc tầm khoảng 20 mét, hơn 20 mét. Đó, đây là lô gốc hai mặt đường. Tổng diện tích của cái lô này là rơi vào khoảng là 580 mét vuông. Đó, mặt tường tiền đường. Đây là mặt tiền đường 2F. Và bên đây một mặt đường nữa này. Đó. Hướng của cái lô đất này là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Đấy, đây là lô gốc hai mặt tiền đường. Đó, đường nằm tại đường 2F. Thì lô này hiện tại thì có giá bán là 65 tỷ. Giá này là có giá trị hiệu lực trong vòng một tuần. Chủ thì nói là thích thì tới gặp để làm việc thương lượng giá cả, chứ không có gửi sổ sách giấy tờ qua mạng cô chú ạ. Đó. Đó, cái chiều sâu của nó là bắt đầu từ đây nè, chiều sâu của nó bắt đầu kết thúc ngay đoạn này. Ông chủ cái lô đất này cũng căng lắm, biệt thự An Viên chứ bữa giờ cũng lên giá sình sịch nên là nó sốt á. Giá đất ở đây nó lên cũng kinh lắm cô chú. Đó. Đây là hai lô ghép lại nè. Bên này là vừa là mặt sông vừa là biển luôn. Đó, quý cô chú nào quan tâm thì hãy gọi cho Hùng. Thì số điện thoại trên màn hình là 0902 227 181 để Hùng tư vấn và dẫn mình gặp trực tiếp chính chủ. Tổng diện tích hai lô này ghép lại là 580 mét vuông, có giá bán là 65 tỷ, có hiệu lực trong một tuần. Đó, giá này sẽ thay đổi sau một tuần nữa. Cảm ơn cô chú đã theo dõi ủng hộ không ạ. Còn đây xuống kia thì từ đây đi xuống cái hồ bơi ngay tại hồ bơi nhân tạo thì khoảng tầm 200 mét nữa là mình ra tới hồ bơi nhân tạo. Để Hùng dẫn mình từ vị trí này đi ra tới hồ bơi nhân tạo cho mình xem. Đi xuống chỗ hồ bơi nhân tạo ra.
Đây là hồ bơi nhân tạo, đường này là đường 1G, thì từ đó đi xuống đây là khoảng 200 mét nữa, cho 300 đi, 300 mét, hồ bơi nhân tạo rất là đẹp. Đấy, bên kia là đảo Hòn Tre, còn bên kia là Vinpearl Land, đường 1G. Đây là những căn biệt thự mặt tiền đường. Cảm ơn cô chú đã theo dõi ủng hộ. Nếu mình có nhu cầu đất biệt thự biển An Viên thì hãy gửi Hùng gọi Hùng nha. Dạ, thưa cô chú thân mến, đây là cái chỗ bể bơi nhân tạo của khu đô thị biển An Viên của mình. Thì bây giờ Hùng sẽ bay từ vị trí này đến cái lô đất để cho cô chú dễ hình dung nha. Đó, dọc theo bờ biển đây là vị trí vàng nhất. Và vị trí này thì rất là nhiều người mơ ước có được và mong muốn được ở dọc theo cái bờ biển như thế này. Đó. Đây là ngay đoạn đây là đoạn mũi Kim Cương nè. Bởi vì cái khu đô thị An Viên của chúng ta nó giống như một hình viên kim cương vậy cô chú ạ. Đó, nên cái đoạn này là đoạn đầu của mũi đầu Kim Cương. Đó, thì đoạn này là đoạn cực đẹp nhất có thể. À, thì bây giờ Hùng sẽ bay về lại vị trí lô đất của mình để từ trên cao để cô chú nhìn cho dễ hơn. Thì Hùng đi dưới mặt đất thì chắc là cô chú cũng không thể nào mà hình dung được. À, đây là một bên là mặt sông, đây là sông Lô, sông quay về hướng là hướng bên chỗ Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang của mình. À, ở đây thì nó có mặt sông và mặt biển. Thì bên này là mặt sông. À, sông này là gặp vị trí là chảy ra cửa biển luôn, ngay tại vị trí gần cửa biển đó. Đây là lô đất mà Hùng có giới thiệu đến cô chú đó. Hùng khoanh vùng cái lô đất của mình lại đây ạ. Đó thì hai lô này ghép lại thì nó thành ra là hai lô mặt tiền đường rất là đẹp. Và ở trên đây thì đất khu này thì cũng bây giờ cũng hiếm lắm, tìm những lô và mặt tiền đường như thế này rất là khó luôn cô chú. À, để Hùng quay qua trái, quay qua phải và quay trước, quay sau để cô chú nhìn cho thấy được cái tổng quan từ trên cao. À, bây giờ Hùng sẽ quay về mặt trước này để cô chú nhìn cho dễ dàng khái quát hơn cái lô đất này nha. À, Hùng khoanh vùng lại cô chú ạ. Nếu mà cô chú chưa hình dung rõ thì có thể dừng video lại để mình xem cho rõ hơn nha. Thì cái chiều ngang của mỗi lô như vậy thì đâu đó rơi vào khoảng là 12 mét. Thì hai lô mà ghép lại thì rơi vào khoảng là 24 mét thôi chú ạ. 24 mét mặt tiền. Hướng của cái lô đất này nó quay về hướng nam. Hai lô đất này quay về hướng nam, đông nam. Và một bên kia là quay về hướng đông. À, bên này là hướng đông nè, còn bên kia ngay chỗ mặt sông á, là hướng đông nam. À, ngay chỗ mặt sông là hướng đông nam. À, đây là mình nhìn từ trên mình xuống nè. Để Hùng nhìn từ trên chỉ xuống dưới là để cô chú thấy được cái tổng quan của cái lô đất này. Để bây giờ Hùng sẽ bay lui lui ra một xíu, quay ngóc đầu lên phía trước để cô chú thấy được cái cảnh đẹp ở trước cái lô đất của mình nè. Đó, trước lô đất của mình chính là một khu vực bờ sông. Sông này là nó có dự án trên bên kia đường chỗ Hòn Rớ là có cái dự án trên núi cao á, Home Zone gì đó cô chú à. Đó, thì từ đây mà đi bộ qua một xíu là mình ra tới chỗ cửa biển và bãi tắm, ngay chỗ bãi tắm lúc đầu Hùng quay trên cao á. Thì chừng đâu đó khoảng 100-200 mét thôi. À, ngay đoạn này là đoạn mũi Kim Cương nè. Thì vị trí này là vị trí mà rất là nhiều người thích. Hùng tìm bữa giờ cho khách của Hùng mà tìm chưa có ra cô chú. Đó, hướng qua kia là hướng chỗ Vinpearl của mình á. À,
Để Hùng quay vào một bên trong để một xíu để cô chú ngắm nhìn được cái toàn cảnh cái khu mà khu đô thị biển An Viên của mình này. Đó, bên kia chính là Vinpearl đây. À, thì cảm ơn cô chú đã quan tâm và theo dõi video lô đất này. Nếu cô chú thích khu đô thị biển An Viên thì hãy gọi cho Hùng theo số hotline trên màn hình nhé. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng ạ. À.